One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon, siêu bền, phần dây có thể thay thế, với đệm tai êm ái, âm thanh chuẩn Hi-Res, với nhịp bass sống động và màng loa 50mm. Mã giảm giá dành riêng cho fan của Battlecry, trị giá 160.000, được gắn tại phần comment của video. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry, lịch sử thế giới. Nhà Thanh, triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc, đến cuối thế kỷ 19, đang chút những hơi thở cuối cùng. Tuy nhiên, trong cái hoàn cảnh đó, họ vẫn cố gắng làm một điều gì đó để lấy lại ánh hào quang năm nào. Đó chính là cải tổ lại quân đội của mình. Điều này đã dẫn tới sự hình thành của quân đội Bắc Dương. Vậy nhưng có lẽ chính họ cũng không thể ngờ rằng họ vừa mới tự tay thắt các thỏng lọng không phải chỉ cho riêng mình mà là cho cả đất nước Trung Quốc trong hàng chục năm tiếp theo. Hãy cùng tìm hiểu về quân đội này qua video ngày hôm nay nhé. Nỗ lực trong tuyệt vọng. Quân đội Bắc Kỳ từng khét tiếng một thời. Họ đưa vó ngựa Đại Thành mở rộng lãnh thổ tới cực đại cho Trung Quốc. Qua hơn 200 năm, họ đã chỉ còn là một cái bóng của chính mình. Bước sang thế kỷ thứ 19, đặc biệt là sau cuộc khởi nghĩa kinh thiên động địa của Thái Bình Thiên Quốc, Nhà Thanh đã nhận ra những đội quân địa phương vốn được tổ chức tốt hơn theo kiểu phương Tây như Tương quân của Tăng Quốc Phiên, Sở quân của Tả Tông Đường hay Hoài quân của Lý Hồng Chương lại có kỹ năng tác chiến và trang bị vượt trội hơn hẳn so với quân triều đình. Trước tình hình đó, triều đình Nhà Thanh đã quyết định cải tổ quân đội, tổ chức thêm một đội quân kiểu mới được huấn luyện theo kiểu phương Tây, gọi là Tân quân tức Lục quân và Hạm đội tức Hải quân. Tháng 5 năm 1875, Lý Hồng Chương được bổ nhiệm làm Bắc Dương Đại Thần kiêm Bắc Dương Thủy Sư, phụ trách việc hiện đại hóa lực lượng Tân quân và Hải quân các tỉnh ven biển phía Bắc Trung Quốc. Ban đầu, thuật ngữ Bắc Dương quân bắt đầu được dùng để chỉ các đội quân chính quy, cả lục quân và hải quân do họ Lý xây dựng. Nếu ta nhìn vào sự đầu tư của Nhà Thanh và quân đội Bắc Dương khi đó, có lẽ không ai có thể tin rằng đây là một quốc gia đang trên bờ vực của sự sụp đổ và nằm bẹp dưới gót chân của ngoại bang. Hãy bắt đầu với vũ khí trước. Hai đơn vị chế tạo vũ khí chính cho Nhà Thanh khi đó là Tổng cục chế tạo Giang Nam và Công binh xưởng Hán Dương. Năm 1865, Đinh Nhữ Xương, cựu tướng lĩnh Hoài quân, được bổ nhiệm làm giám đốc cục chế tạo cơ khí. Nhà Thanh đã liên tục nổ bom tấn, đầu tư cho đơn vị này cực mạnh. Ngay trong năm đó, họ đã đầu tư 25 vạn lượng bạc, tương đương với 350.000 đô, một số tiền khổng lồ thời đó, để nhập khẩu máy móc từ Hoa Kỳ. Đủ mọi thứ, từ lò nấu, máy hơi nước, động cơ, máy đục, kể cả máy vặn ốc, đủ các loại máy móc để chế tạo súng trường và pháo, thủy lôi, đạn dược, máy móc đóng tàu. Vốn là xí nghiệp quân sự lớn nhất do phái Dương Vũ thành lập. Xét về quy mô, nó là một trong những công xưởng quân sự lớn nhất châu Á lúc bấy giờ. Họ sản xuất đủ mọi loại mẫu súng, pháo hiện đại như súng trường Remington của Mỹ, pháo Armstrong của Anh. Năm 1868, chiếc tàu đầu tiên của nhà máy tàu thuyền Giang Nam là tàu Huệ Cát đã được hạ thủy. Đến năm 1876, Giang Nam Công xưởng lại cho hạ thủy thêm 7 chiếc tàu hơi nước. Trong đó thì tàu lớn nhất có tải trọng 2.800 tấn. Quy mô của Giang Nam Công xưởng đã vượt sang xưởng đóng tàu Yokosuda của Nhật. Phải mãi tới năm 1887 mới bắt đầu sản xuất tàu cỡ lớn. Ngay năm 1869, nhà máy chế tạo tàu thuyền Mã Vĩ ở Phúc Châu cũng bắt đầu đóng loại tàu mới, sử dụng máy móc và kỹ thuật cơ khí của Pháp. Chi phí của xưởng này từ năm 1866 đến năm 1874, trong vòng 8 năm, lên tới 540 vạn lượng bạc, tương đương với 750.000 đô. Số nhân công của xưởng Mã Vĩ lúc cao nhất ước đạt 3.000 công nhân. Quy mô còn lớn hơn cả Giang Nam Công xưởng, xưởng cơ khí chế tạo của Tổng cục. Kinh phí xây dựng 3 cục cơ khí là Giang Nam, Thiên Tân và Kim Lăng lên tới 2.454 vạn lạng bạc, chiếm hơn 50% chi phí cho công nghiệp quân sự của Nhà Thanh. Ngoài 3 cục chính ở trên, lại còn có 11 cục cơ khí và 5 trường hải quân khác được đầu tư và đi vào hoạt động. Nếu chỉ xét riêng về công nghệ vũ khí,
thì những xưởng này đều sản xuất được những vũ khí có tiêu chuẩn tương đương với đế quốc như Anh, Pháp hay Nga ở thời đó. Chưa kể sau này, họ còn có sự hợp tác sâu rộng với người Đức để xây dựng lên công xưởng thứ hai, đỉnh không kém, đó là công binh xưởng Hán Dương, hay còn gọi là Khang Trang Arsenal. Công binh xưởng Hán Dương được xây dựng vào năm 1894. Đây là nhà máy sản xuất vũ khí đầu tiên có quy mô rất lớn với hệ thống kỹ thuật lớn nhất. Công xưởng có diện tích là 40 ác, tương đương với 161.000 m2. Với sự hợp tác toàn diện của người Đức, tháng 8 năm 1895, ở đây bắt đầu sản xuất súng trường M1888 của Đức và súng trường Mauser, đạn dược với sản lượng là 13.000 băng trên một tháng. Đến năm 1900, công binh xưởng Hán Dương đã cung cấp cho lực lượng Nghĩa Hỏa đoàn hơn 3.000 khẩu súng trường và 1 triệu băng đạn. Tiếp tục, đến năm 1904, công binh xưởng Hán Dương đã đạt sản lượng là 50 lô súng trường T-88 và 12.000 băng đạn mỗi ngày. Năm 1893, ở Hồ Bắc, tiếp tục xây dựng nhà máy thép Hán Dương, lò cao cận đại hóa của Trung Quốc, bắt đầu sản xuất vào tháng 5 năm 1894. Nhà máy này có 4 lò cao, đều mua trang thiết bị nước ngoài, với trình độ kỹ thuật tương đối tiên tiến so với thế giới khi đó. Tới tháng 2 năm 1908, nhà máy thép Hán Dương cùng mỏ sắt Đại Giã hợp nhất với nhà máy luyện khoáng và mỏ Bình Hương ở tỉnh Giang Tây và trở thành một xí nghiệp liên hợp gang thép đầu tiên có quy mô lớn hiện đại nhất châu Á lúc bấy giờ, đạt sản lượng 113.000 tấn gang và 50.000 tấn thép năm 1910. Đó là về đầu tư trang bị. Nếu xét về quy mô, nó không thua kém gì so với phương Tây, còn ở châu Á thì đương nhiên là không có đối thủ. Chẳng phải tự nhiên mà các nhà quan sát phương Tây lại cảm thấy sốc khi nhà Thanh thất bại trong cuộc chiến tranh Giáp Ngọ, còn uy tín của Nhật Bản thì tăng mạnh sau trận đánh này. Về tổ chức, nhà Thanh từng cho thành lập 10 doanh định vũ quân tại tỉnh Thiên Tân, huấn luyện hoàn toàn theo phương pháp của Tây Phương. Định vũ quân được phân chia thành bộ binh 3.000 người, pháo binh 1.000 người, kỵ binh 250 người, công binh là 500 người, tổng cộng là 4.700 quân sĩ. Một võ quan hoài quân là Viên Thế Khải được bổ nhiệm làm chỉ huy định vũ quân. Viên Thế Khải đã cải xưng định vũ quân thành Tân Kiến Lục Quân. Tân Kiến Lục Quân phỏng theo tổ chức quân đội Nhật Bản, được huấn luyện bởi các sĩ quan người Đức và trang bị vũ khí của Đức. Cùng lúc đó, tại Lưỡng Giang, Trương Chỉ Động cũng đã thành lập một đội quân Tân Quân với tên gọi là Tự Cường Quân, cũng được huấn luyện và trang bị theo phương pháp Tây Phương, phân thành bộ binh, kỵ binh, pháo binh, công binh, tổng cộng là 13 doanh. Tất cả mọi thứ đều đắt sắt ra miếng như vậy. Nhà Thanh lúc đó có lẽ không còn hy vọng gì về việc lấy lại vị thế hay tầm ảnh hưởng. Thế nhưng ít nhất thì đội quân này có thể giúp họ trấn áp nội loạn bên trong và ổn định an ninh, có thể duy trì phần nào quyền lực của triều đình Mãn Thanh chứ. Vậy nhưng có lẽ chính họ cũng không thể ngờ được rằng họ mới vừa tự tắt cái thỏng lọng vào chính cổ mình mà thôi. Nước cờ tự hủy. Năm 1911, nhà Thanh đang trút dần những hơi thở cuối cùng của mình trước khi bị cơn sóng lịch sử cuốn trôi. Cuộc khởi nghĩa Vũ Xương diễn ra vào ngày 10 tháng 10 năm 1911, dẫn tới cuộc cách mạng Tân Hợi và tiếp sau đó là sự tuyên bố thành lập chính phủ trung ương riêng biệt Trung Hoa Dân Quốc tại thành phố Nam Kinh với Tôn Giật Tiên làm lãnh đạo lâm thời. Nhiều tỉnh bắt đầu ly khai khỏi quyền kiểm soát của nhà Thanh. Chứng kiến tình trạng này, chính phủ nhà Thanh dù không muốn cũng buộc phải đưa Viên Thế Khải, người bị thải hồi trước đó, trở lại nắm quân đội, kiểm soát quân Bắc Dương của ông với mục tiêu là nhằm tiêu diệt những người cách mạng. Sau khi giữ chức tể tướng hay còn gọi là nội các tổng lý đại thần và lập ra chính phủ của riêng mình, Viên Thế Khải còn tiến xa hơn nữa khi buộc triều đình phải cách chức nhiếp chính của Thuần Thân Vương. Việc cách chức này sau đó được chính thức hóa thông qua các chỉ thị của Hiếu Định. Khi Thuần Thân Vương đã buộc phải ra đi, Viên Thế Khải và các vị chỉ huy bên trong Bắc Dương quân của mình hoàn toàn nắm quyền chính trị của triều đình nhà Thanh. Ông cho rằng không có lý do gì
để phải tiến hành một cuộc chiến tranh gây nhiều tốn phí, đặc biệt là khi chính phủ nhà Thành chỉ còn một mục tiêu, đó là thành lập một nền quân chủ lập hiến. Trong khi đó, tình hình chính quyền mới ở phía Nam cũng không quá khả quan. Chính phủ của Tôn Giật Tiên muốn thực hiện một cuộc cải cách dân chủ, vừa hướng tới lợi ích của nền kinh tế và dân chúng Trung Quốc. Mặt khác, xét về lực lượng khi đó, nếu cố đánh thì chưa chắc cũng đã thành công, vì quân đội Bắc Dương khi đó rất mạnh. Phe cách mạng thì không đủ mạnh để đánh bại quân đội Bắc Dương, và nếu tiếp tục chiến đấu sẽ gần như chắc chắn dẫn tới thất bại. Thay vào đó, Tôn Giật Tiên thỏa hiệp với Viên Thế Khải của quân Bắc Dương cùng lật đổ nhà Thành và tái thống nhất Trung Quốc. Đổi lại, Viên sẽ trở thành Tổng thống. Viên từ chối chuyển tới Nam Kinh và đã chọn Bắc Kinh, nơi quyền lực của ông được đảm bảo, làm thủ đô. Viên Thế Khải sau đó đã chỉ huy quân Bắc Dương quay sang tiêu diệt nhà Thành và buộc họ phải đầu hàng. Năm 1912, sau nhiều vòng đàm phán, Hiếu Định Cảnh Hoàng hậu đã đưa ra một tuyên chỉ, đó là tuyên bố sự thoái vị của Ấu Vương Phổ Nghi. Nhà Thanh tới đây kết thúc sau 12 triều vua, truyền được 295 năm, trong đó thì có 267 năm là triều đại chính thống của toàn Trung Hoa. Vậy là quân đội Bắc Dương, vốn được sinh ra để bảo vệ nhà Thanh, cuối cùng lại chính là những người đã kết thúc sự tồn tại của họ. Vậy nhưng như đã nói, đây không chỉ là cái thòng lọng thắt vào cổ nhà Thanh, mà còn là cả xã hội Trung Quốc. Sự sụp đổ của nhà Thanh vào năm 1912 đánh dấu sự kết thúc của hơn 2.000 năm phong kiến Trung Quốc và sự khởi đầu cho một giai đoạn bất ổn kéo dài, không chỉ đối với quốc gia này mà một số mặt còn đối với cuộc sống của nhiều người dân. Tình trạng lạc hậu rõ rệt về chính trị và kinh tế cộng với sự chỉ trích ngày càng gia tăng về văn hóa Trung Quốc dẫn tới sự ngờ vực về tương lai của họ. Phản đối việc Viên Thế Khải ngày càng độc đoán, các tỉnh miền Nam đã giấy loạn vào năm 1913, thế nhưng đã bị quân Bắc Dương đàn áp mạnh tay. Các quan chức dân sự bị thay thế bởi các sĩ quan quân đội. Tháng 12 năm 1915, họ Viên thực hiện mục đích từ lâu của mình, đó là trở thành Hoàng đế Trung Hoa. Các tỉnh phương Nam lại nổi dậy một lần nữa, và lần này thì nghiêm trọng nhất, do hầu hết các tướng lĩnh Bắc Dương đã bỏ rơi Viên Thế Khải. Họ Viên khi này đã từ bỏ ngôi vị để thu phục lại tùy tướng của mình. Thế nhưng trước khi ông ta qua đời vào năm 1916, chính trị Trung Quốc lại lục đục. Chia rẽ Bắc Nam còn tiếp diễn trong thời kỳ quân phiệt. Thời kỳ này được gọi là hỗn thế quân phiệt. Trung Quốc đã bị vỡ vụn và chia thành 13 thế lực quân phiệt khác nhau, cùng với cả hàng trăm thủ lĩnh, hàng trăm thổ hào địa phương. Các băng đảng mafia mọc lên như nấm. Bức tranh xã hội cá lớn nuốt cá bé sau thời Hán đã xuất hiện trở lại vào thế kỷ 20. Cái chết của Viên Thế Khải đã để lại một khoảng trống quyền lực quá lớn. Quân đội Bắc Dương bị chia thành 5 thế lực bởi các tướng lĩnh dưới quyền ông ta. Đứng sau đó là các cường quốc tài trợ tiền bạc và vũ khí, gồm có quân phiệt trực hệ có phạm vi thế lực ở Trung Hạ Lưu Trường Giang và vùng trực lệ do Tào Côn đứng đầu, có Anh và Mỹ tài trợ. Quân phiệt hoàn hệ có phạm vi thế lực ở tỉnh An Huy, Chiết Giang, Sơn Đông, Phúc Kiến, Thiểm Tây do Đoàn Kỳ Thụy đứng đầu, do Nhật Bản tài trợ. Quân phiệt phụng hệ có phạm vi thế lực ở Phụng Thiên, Hắc Long Giang, Cát Lâm do Trương Tắc Lâm đứng đầu, cũng nằm dưới sự bảo trợ của Nhật Bản. Quân phiệt phùng hệ có phạm vi thế lực ở Tây Bắc Trung Quốc do Phùng Ngọc Tường đứng đầu, có Liên Xô tài trợ. Cuối cùng là Tấn Hệ ở Sơn Tây do Diêm Tích Sơn đứng đầu, có Nhật Bản tài trợ. Vào thời điểm này, mục tiêu của các phe phái đó là phải chiếm được Bắc Kinh bằng mọi giá để trở thành đại diện hợp pháp của Trung Quốc khi đó. Năm phái này đánh nhau liên miên nhằm tranh giành Bắc Kinh. Không những vậy, họ cũng muốn lôi kéo các phe phái khác về phe của mình với mục tiêu tối thượng là một ngày có thể thống nhất được thiên hạ. Năm 1920, Tào Côn và Đoàn Kỳ Thụy là hai phe mở combat đầu tiên khai chiến với nhau, còn gọi là cuộc chiến tranh trực hoàn. Năm 1922, tiếp tục nổ ra cuộc chiến tranh phụng trực lần thứ nhất giữa hai phe của Ngô Bội Phù và Trương Tắc Lâm. Cứ thế liên tục, ngày qua tháng lại, cuộc chiến càng lúc càng lớn và lan rộng ra khắp các vùng khác. Cho tới năm 1924, Trương Tắc Lâm đánh bại hai thế lực lớn khác là Tào Côn và Phùng Ngọc Tường để trở thành thế lực mạnh nhất khi đó.
cuộc chiến này đã dẫn tới cái chết của hàng triệu người Trung Quốc và tiếp tục biến Trung Quốc thành một cái bánh ngọt để ngoại bang sâu xé suốt gần nửa thế kỷ sau. Cuộc chiến của các quân phiệt chỉ kết thúc vào năm 1928 khi Tưởng Giới Thạch dưới sự trợ giúp của Liên Xô đã tiến hành cuộc chiến tranh Bắc Phạt thành công. Thế nhưng ngay sau đó, nó lại tiếp tục mở ra cuộc nội chiến quốc cộng kéo dài hơn 20 năm. Mọi thứ chỉ thực sự kết thúc vào năm 1949 khi Đảng Cộng sản của Mao Trạch Đông giành chiến thắng, khai sinh ra nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, khép lại gần nửa thế kỷ hỗn loạn của đất nước Trung Quốc.